là bắt đầu là mình có cái ấy liền, là mình có cái, mình có cái da mặt đẹp liền luôn. Thứ bảy hay chủ nhật gặp nhau nè chị. À, thứ bảy hay chủ nhật hả? À, đó, sắp xếp đi, sắp xếp còn sao, còn không nữa là chắc thứ bảy là chị sẽ lên, chạy lên trên Linh chị giao hàng đó Thắm ơi. Thứ bảy chị chạy lên Linh chị giao hàng đấy, chị còn nợ nhiều quá trên Linh, chị phải chạy lên chị giao hàng nó lên Thắm ơi. Cái này nha chị mọi người nha, cái set này nó là cái set của Amore nha cả nhà nha. Cái dòng này là dòng Amore của Pacific nha. Cái dòng này thì nó được, nó là cái mà cái dòng mà nó là chống lão hóa, mà nó cái dòng này nó là dòng cao cấp nha cả nhà nha. Và cái này nó là cái tế bào gốc của nó nha cả nhà nha. Trong cái set này nếu mọi người muốn trải nghiệm qua một cái dòng kem khác nha, Amore thì mọi người biết ở đấy, Hà cũng vẫn sao cho mọi người, nó là những cái mà nước thần của Amore thì mọi người xài mọi người cũng biết nó rồi. Xịt khoáng đi Hà. Dạ. Xịt khoáng, em sẽ lên xịt khoáng. Cái này nó là gồm có cái set này, nó gồm có cái nước hoa hồng nha, cái sữa dưỡng nha cả nhà nha. Nó có cái tinh chất nha, có cái kem mắt, kem mặt nha, và được một cái tế bào gốc này nha cả nhà nha. Đó, cái set này nó chỉ là một cái set xài thử thôi nha cả nhà nha, cái set mini để mình xài thử, nhưng mà nó gồm tới 6 sản phẩm ở trong này, nó đầy đủ một cái bước như thế này. Mọi người xài nó và sau một tuần đấy mọi người thấy cái da của mình nó sẽ căng và nó sẽ sáng da nha, căng sáng mịn da đó nha cả nhà nha. Nhưng mà một cái set này á, mọi người biết mà cái tế bào gốc này của nó, một set của nó chỉ có 4 ống thôi mà nó tới mấy trăm đồng nha cả nhà nha. Nhưng mà cái này á, mình được trải nghiệm nó như thế này. Bình thường á, một cái ống như thế này á, bán lẻ như thế này là 10 đồng nha cả nhà nha. Thì cả nguyên cả một cái set như thế này á, thì Hà bán là 48 thôi nha cả nhà nha. 48 đồng một set như thế này nha. Mọi người xài thử nó đi, xử qua cái dòng Amore này đi. Hà thấy á, theo Hà thấy á, thì người Hàn á, thì người ta lại không xài không xài Hu và xài Uhu nhiều. Nhưng mà người ta lại thích qua cái dòng Amore, cái dòng Heda nhiều. Đấy. Thì Hà cũng không biết là như thế nào, nhưng mà Hà biết là như thế nhá cả nhà nha. Đấy. Đó. 48 đồng. Một cái set này, đây xịt khoáng.